Sáng 30 tháng 9 tại xã đảo Quỳnh, huyện Đức Trọng, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bình Thuận tổ chức hội nghị liên kết phát triển du lịch hành trình biển và hoa kết nối Lâm Đồng và Bình Thuận. Dự chương trình có lãnh đạo các sở ngành, các hiệp hội du lịch, các đơn vị vận tải lữ hành của hai địa phương. Đây là chương trình hưởng ứng năm du lịch quốc gia Bình Thuận 2023 với chủ đề Bình Thuận Hồ Tù Xanh và đẩy mạnh tuyên truyền quảng bá xúc tiến sản phẩm dịch vụ du lịch, tăng cường quan hệ hợp tác tạo điều kiện cho các doanh nghiệp kinh doanh du lịch và đơn vị quản lý nhà nước về du lịch của hai tỉnh, khảo sát một số sản phẩm du lịch dịch vụ và gặp gỡ trao đổi để hình thành nên tuyến du lịch kết nối hai tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận. Mở ra cung đường tài năng Phan Dũng là một sự khác biệt. Sự kết nối giữa biển và hoa nó không chỉ là mang tính chất về mặt địa lý mà nó mang cả một cái nội hàm về văn hóa để tạo nên sự khác biệt, tạo ra sự sức hấp dẫn để một sản phẩm du lịch gắn với văn hóa, thì lúc đó du khách và bạn bè trong nước và quốc tế sẽ biết đến Lâm Đồng cũng như Bình Thuận một cách sâu sắc, và họ sẽ đến không chỉ là một lần mà đến nhiều lần. Bình Thuận và Lâm Đồng là hai cái xứ văn hóa khác nhau, và sự liên kết đó nó sẽ tạo sự hấp dẫn, sẽ bổ khuyết cho nhau những cái điều mà hai địa phương thiếu. Một bên như tôi đã nói rằng là sự bổ khuyết về văn hóa nó tạo ra sản phẩm du lịch, và sản phẩm du lịch để nuôi dưỡng văn hóa để phát triển. Như vậy thì hai cái xứ văn hóa này nó sẽ gắn kết để tạo ra một cái sức mạnh vùng, và như là góp sức để phát triển du lịch Việt Nam cũng như là du lịch của khu vực. Tại hội nghị, các hiệp hội du lịch, các công ty lữ hành, nhất là lữ hành trong lĩnh vực thể thao mạo hiểm, du lịch ngoài trời, đã cùng trao đổi những kinh nghiệm khai thác tour tuyến du lịch kết nối giữa Bình Thuận, Lâm Đồng và các địa phương khác. Bên cạnh đó là cách thức khai thác tiềm năng du lịch mạo hiểm, quá trình đào tạo nhân lực phục vụ ngành du lịch này. Dịp này, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Lâm Đồng và Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Bình Thuận đã ký kết thỏa thuận tăng cường quan hệ hợp tác kết nối, thu hút khách du lịch giữa tỉnh Lâm Đồng với tỉnh Bình Thuận. Ngành Văn hóa Thể thao và Du lịch hai địa phương đã công bố thí điểm hoạt động check-in Tà Năng Phan Dũng với hành trình biển và hoa kết nối Lâm Đồng và Bình Thuận. Tà Năng Phan Dũng được mệnh danh là cung đường đẹp nhất tại Việt Nam với tổng độ dài 32 km xuyên qua 3 tỉnh Lâm Đồng, Ninh Thuận và Bình Thuận. Tham gia chuyến trải nghiệm, du khách sẽ có nhiều sự lựa chọn với những chương trình hoạt động và sản phẩm riêng biệt.